Đã lâu lắm rồi thì mình mới thức dậy và ra khỏi nhà vào lúc 5 rưỡi sáng. Hôm nay là một ngày đẹp trời và mình sẽ có một chuyến đi đến Cộng hòa Karelia. Vì còn khá là sớm thế nên là ngoài đường không có mấy người qua lại. Bây giờ thì mình sẽ đi đến Mitro Praspek Prošenja. Bảy giờ sáng sẽ bắt đầu khởi hành từ Saint Petersburg và địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay là đền thờ biểu tượng Mẹ Thiên Chúa Kanev. Đền thờ bắt đầu xây dựng vào năm 1994 trong vòng 11 tháng và khu phức hợp chỉ mới được hình thành lần cuối cùng vào năm 2011 nên mọi thứ vẫn còn rất là mới và đẹp. Ở đây mang đến cho mình bầu không khí rất là hài hòa yên bình. Và tiếp theo là pháo đài Karela. Karela thời Trung Cổ là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Nga. Pháo đài được thành lập vào cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Người Novgorod và người Karelia sống trên hòn đảo gành và dòng sông Vuoski đẹp như tranh vẽ. Vào thế kỷ 14, Karela bao gồm hàng trăm ngôi nhà gỗ với dân số khoảng 300 người. Pháo đài được biết đến là nơi giam cầm Emelian Pugachev và những kẻ lừa dối. Hiện nay, pháo đài mang vị thế của một di sản văn hóa và thu hút càng nhiều khách du lịch mỗi năm.
xem lại. Dưới xem đây nhiều. Rơi cái túi đấy, cẩn thận đấy. Cạnh hậu trường, cạnh hậu trường. Cẩn thận rơi túi. Tên cá. Ông chân chân nó vào. Cái này thịt quái à, không phải là tên cá. Quái. Ơi, ơi rồi, ơi rồi. Đâu? Thương kiểu đấy rồi này. Thôi, em chụp, em không chụp xe tăng đâu. Em không thích nó. Điểm đến tiếp theo là thác nước Arkhangelsky. Trong khoảng thời gian đó thì bọn mình dừng lại ăn trưa và tham quan quanh hồ Ladoga. Karelia là một đất nước có hàng nghìn con sông, con hồ. Số liệu thống kê mà thời đại của chúng ta biết, tổng chiều dài của các dòng nước ở đây là 83.000 km. Con số này dài gấp đôi chiều dài đường xích đạo của trái đất. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi với chiều dài như vậy, người ta có thể tìm thấy rất nhiều di tích thiên nhiên kỳ thú trên các con sông của Karelia. Và một trong số đó là thác nước Arkhangelsky trên sông Tomazovsky. Arkhangelsky, gành cá rô hay gành nước, là một quần thể gồm 4 thác nước có tên gọi là thác Ruskia. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do vị trí này gần làng và công viên núi Ruskia. Một thông tin khác nói rằng Arkhangelsky chỉ là một trong 4 thác nước ở vùng đất thấp nằm nối tiếp nhau trên sông Tomazovsky, được gọi là thác Tokhmisky và tên khác là thác Ruskia. Chiều cao của thác nước trung bình từ 3 đến 4 mét, mỗi thác nước là một điểm độc đáo riêng. Arkhangelsky có lẽ là thác nước nổi tiếng nhất. Đã có 2 bộ phim nổi tiếng lấy bối cảnh ở nơi này. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, đoàn phim The Door Here Cries đã quay những cảnh phim ở đây, tái thiết lại các sự kiện bi thảm của chiến tranh Ái Quốc vĩ đại. Và vào năm 2005, bộ phim huyền bí The Door World đã được quay, cốt truyện được xây dựng xung quanh sự tồn tại của một nền văn minh song song. Ngày nay, ở đây vẫn còn lưu lại một túp lều bằng gỗ được dùng làm bối cảnh trong phim. Khi đến đây thì mình khá là thắc mắc tại sao thác nước lại có màu nâu. Nhìn thoáng qua cứ nghĩ là nước bẩn, nhưng không hề, ở đây không hề có rác thải và nước cũng không có mùi.
Sau khi trở về tìm hiểu thì màu nâu của nước lại là một đặc điểm thú vị. Điều này là do các hợp chất của sắt và chất hữu cơ được chứa trong nước sông từ đầm lầy gần đó. Người Karelia từ lâu đã gọi con sông này là Rutkolka, có nghĩa là có màu nâu hoặc đỏ. Điều thú vị là thác nước này hầu như không đóng băng vào mùa đông, chỉ có những đợt xương giá khắc nghiệt nhất mới có thể tạm thời bóp nghẹt sức mạnh của nó. Và trong phần lớn mùa đông, thác nước dường như phớt lờ các quy tắc tự nhiên, tiếp tục chảy bất tận giữa những tháng băng tuyết Karelia trắng muốt. Xung quanh các thác nước có một con đường mòn sinh thái được xây dựng, những cây cầu treo bắc qua Tomazuki và các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ. Chiều dài của con đường này là 900m. Ở đây bạn có thể chiêm ngưỡng các cảnh quan tuyệt đẹp và lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm. Màn đi cầu... Cây cầu có thể chứa được trọng lượng 1.000 tấn. Từ từ, từ. Đi mọi người ra đây đi cả đi. Cây cầu này có sức chịu đựng không quá 1.000 tấn. Đây, đây là anh gì đây? Đây là anh. Hello. Ui giời. Wow, cảm giác đúng, cảm giác rồi, sốc. Lần lượt thôi, lần lượt thôi. Let's go. Đây. Ui, đại tử Nguyễn Văn Thế Anh. Cảm giác rất là êm. Anh nha, review đi, review đi. Thôi rung lắc nhưng không sao. Hơi chóng mặt. Đây sau khi đi qua cây cầu nghìn tỷ này thì anh có cảm giác như nào? Anh chị có cảm giác như nào? Thấy chóng mặt. Chóng mặt rồi. Vừa ngồi xe lâu ấy, đầu đã đơ sẵn để đi hơi ghê. Tôi sẽ thực hiện thử thách đi qua mà không cần chạm vào dây. Nhún nhảy mà không cần chạm vào dây. Đi khá khó các bạn ạ. Đi qua cây cầu này khá là khó. Vì đi đằng sau tôi có một đứa con nít. Nó đang kêu tôi. Rất là nếu cảm nhận, nếu cảm nhận. Đi qua cầu mà không chạm vào dây các bạn ạ. Thử thách cực kỳ là khó. Anh sẽ thực hiện thử thách 10 ngày sống trong rừng. Không ăn không. Ai cho ăn cũng không ăn. Jack cô.